Video hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách thức sử dụng các chế độ nước ion kiềm của cái máy lọc nước Kangen như thế nào cho nó hiệu quả. Thì ở đây thì cái nước ion kiềm đã được chứng minh là mang lại những cái lợi ích cho sức khỏe, đó là liên quan đến hệ tiêu hóa và đường ruột. Thì trong rất nhiều những cái tài liệu nghiên cứu, trong đó có tài liệu của Hiệp hội Nước Chức năng Nhật Bản, thì người ta đã chỉ ra rất nhiều những cái nghiên cứu về mặt lâm sàng là mang lại những cái lợi ích về hệ tiêu hóa, như là những cái vấn đề là trào ngược hay những vấn đề là ợ hơi hay ợ nóng. Ngoài ra thì hyogen trong nước ion kiềm cũng mang lại rất nhiều những cái lợi ích nhờ khả năng chống gốc tự do, chống oxy hóa của mình. Thế thì sử dụng nước ion kiềm như thế nào cho nó hiệu quả thì đấy là một cái việc mà rất nhiều người chưa biết. Thế thì đầu tiên là chúng ta cần lưu ý là đầu tiên là uống nước ion kiềm thì chúng ta uống lượng nước bao nhiêu. Thế thì trong cái sách của Hiệp hội Nước ion kiềm Nhật Bản, người ta đã quy định rất là rõ là cái lượng nước ion kiềm phù hợp để uống, có nghĩa là pH sẽ từ 7 cho đến dưới 10. Đó, thì đấy là cái đầu tiên mà các bạn cần phải lưu ý là chúng ta chỉ có thể uống cái chế độ là pH 7.0, 8.5, 9.0 và 9.5, còn không được uống cái chế độ nước pH khác. Thứ hai là đối với lượng nước uống thì chúng ta uống như thế nào? Lượng nước uống thì thông thường chúng ta sẽ uống, trong quy định của Hiệp hội Nước Chức năng Nhật Bản, người ta đã quy định rõ là sẽ uống từ 500 đến 1.000 ml trên một ngày. Thì đấy là cái lượng phù hợp nhất, có nghĩa là uống từ nửa lít cho đến 1 lít. Thứ ba là uống như thế nào cho nó hiệu quả? Thì rất nhiều khách hàng nói với tôi rằng là chị đun sôi để nguội có được không? Thế thì về mặt bản chất thì chúng tôi đã làm những cái nghiên cứu và thử nghiệm, thì chúng tôi thấy rằng là khi mà đun sôi lên thì cái pH hay là cái tính kiềm của nó thì vẫn còn giữ được một phần. Tuy nhiên thì khi mà đun sôi lên đổi nguội lên hoặc là đun sôi lên là cái tính năng về chống gốc tự do, chống oxy hóa của hydro nó mất hoàn toàn. Có nghĩa là lúc đó là nó gần như nó mất đi trên 50% cái tính năng của nước ion kiềm. Chính vì như vậy, cái cách thức tốt nhất để chúng ta sử dụng nước ion kiềm là chúng ta mở vòi ra, chúng ta lấy nước. Chúng ta mở vòi ra, chúng ta lấy nước và chúng ta uống ngay như thế này. Thì đây là cái cách tốt nhất. Cách thứ hai là nếu mà chúng ta mang ra bàn chúng ta để, chúng ta không thể uống một hơi mà hết một cốc nước đúng không ạ? Chứ không phải là cứ uống một hớp lại ra lấy một hớp thì nó khá là bất tiện. Đó, chúng ta mang ra bàn thì chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ để tối đa là 5 phút. Tại vì là sau 5 phút thì là cái lượng hydrogen nó gần như nó bay hơi hoàn toàn. Và hydrogen bay hơi thì nó chỉ còn tính kiềm thôi, cho nên là những cái lợi ích về chống gốc tự do nó hoàn toàn không còn nữa. Chính vì như vậy, cách tốt nhất là chúng ta cần phải uống ngay, hoặc nếu mà để ra cốc hở như này thì chúng ta nên uống trong vòng 5 phút. Còn đương nhiên nếu mà sau 5 phút uống vẫn được thôi, nhưng mà lúc đấy là cái lợi ích của nó về chống gốc tự do nó không còn nữa. Thế thì có một câu hỏi tiếp theo là khách hàng hay hỏi là vậy thì khi tôi đi ra ngoài thì tôi mang theo như thế nào? Thì có rất nhiều cái cách thức để mà chúng ta đựng, nhưng mà trong đó thì có một cái cách mà có thể giữ lại được tốt nhất cái tính năng về kiềm và hydro, đó là chúng ta sử dụng những cái bình kín không xuyên sáng. Thì các bạn có thể dễ dàng mua những cái bình này ở siêu thị, những cái bình này ở siêu thị đó, bình kín không xuyên sáng đó. Thì chúng ta sẽ lấy nước vào đây đó, chúng ta sẽ lấy nước vào đây như thế này. Thì theo những cái nghiên cứu và theo những cái đo đạc của chúng tôi thì thông thường nó sẽ để được đâu đó tầm khoảng 24 giờ thì cái hydrogen nó vẫn bảo toàn được một phần và tính kiềm thì gần như nó giữ nguyên. Chính vì như vậy thì trong ngày trước khi đi làm, đi ra ngoài thì các bạn sẽ trang bị cho mình một cái bình cầm tay như thế này. Đó, bình cầm tay như thế này và các bạn mang theo mình. Các bạn mang theo mình thì như vậy là khi mà uống thì các bạn sẽ sử dụng cái bình như thế này để giúp cho cái việc là chúng ta vẫn giữ được những cái tính năng, cái lợi ích của nước ion kiềm. Đó, thì cái đấy là cái đặc biệt lưu ý. Tại vì nếu mà chúng ta sử dụng sai cách mà chúng ta chứa vào những cái chai PET hay những cái chai thông thường khác thì nó sẽ mất đi những cái lợi ích của nước ion kiềm. Tiếp theo đó thì có một cái cách thức mà để mà chúng ta sử dụng nước kiềm, đó là chúng ta có thể pha trà. Ở đây thì nó có một cái là chúng ta có thể sử dụng để chúng ta pha trà lạnh. Thì chúng ta ví dụ như chúng ta có cái gói trà như này. Đó, chúng ta có những cái gói trà như này thì rất là hay là chúng ta có thể sử dụng để chúng ta pha. Nếu mọi người thích những cái vị uống nó khác đi một chút xíu thì hoàn toàn mọi người có thể sử dụng một cái dạng trà như thế này, trà gói dạng như này. Đó, thì đây là cái trà gói, các bạn có thể thấy được như này. Thì chúng ta bình thường thì chúng ta pha trà thì chúng ta phải pha nước nóng đúng không ạ? Thế nhưng mà đối với nước ion kiềm thì không cần thiết phải như vậy, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể pha trà lạnh. Đó, ví dụ ở đây chúng tôi sẽ làm demo cho các bạn là chúng ta sẽ sử dụng cái nước trà lạnh này.
nước pH 9.5 để chúng ta pha. Đó. Còn bên này là tôi sẽ sử dụng nước máy để pha. Đó, thì các bạn có thể thấy được rằng là nó có một cái sự khác biệt rất là rõ rệt. Đó. Bên này cũng chúng ta cũng sóc như vậy đúng không? Chúng ta cũng sóc như này cho nó đều. Hai bên cùng sóc. Đấy, tất nhiên là nó vẫn ra, tại vì là trà thì nó sẽ ra. Đấy, nhưng mà cái mức độ nó sẽ nhiều hơn. Đó. Giữ khóa lại cho cái máy nó nghỉ. Thông thường cái máy ion kiềm thì nó cần đâu đó hoạt động chỉ 10 phút thôi sau đó nó sẽ nghỉ. Đó. Thì chúng ta có thể thấy được cái sự khác biệt. Đúng không? Chúng ta có thể thấy được cái sự khác biệt rõ rệt của hai cái. Chúng ta có thể thấy được cái sự khác biệt rõ ràng của hai cái loại nước. Đó. Đây, chúng ta cho đây là chúng ta uống, ví dụ như là thế. Chúng ta có thể cho trà vào đây. Đó. Đấy. Lát nữa chúng ta sẽ rót vào chúng ta uống. Các bạn có thể thấy được là cái màu nó khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Bên này là nước máy và bên này là nước ion kiềm. Thì nước ion kiềm nó có những cái tính năng rất là đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng như này thì chúng ta hoàn toàn có thể pha trà mà không cần phải đun sôi để nguội. Chúng ta có thể pha trà, có một cốc trà như này. Vị trí vị nó rất là thơm, rất là thơm. Chúng ta không đun lên thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái trà. Đôi khi đun lên thì nó làm cho cái vị trà nó không bị thay đổi. Nhưng mà đặc biệt là uống trà mà không phải uống trà nóng mà nó vẫn có một cái vị thơm thì đấy một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và các bạn có thể làm điều này khi mà các bạn trang bị cái máy ion kiềm. Đó, thì chúng ta có thể pha như vậy hoặc chúng ta đưa vào những cái khi mà chúng ta mang ra ngoài, chúng ta dùng những cái bình giữ nhiệt như này, chúng ta đưa vào. Đấy, chúng ta đưa vào. Đấy, chúng ta đưa vào như vậy. Đấy thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể cái này nó chưa ngấm được. Đấy, nhưng về cơ bản là chúng ta để lâu và chúng ta sóc ra thì nó sẽ ra cái nước trà để chúng ta uống. Đấy, nó có một cái vị rất là thơm. Thì đấy là cái cách thức để chúng ta sử dụng. Ngoài ra thì rất nhiều người nói rằng là cái nước ion kiềm này nó có khả năng là giải rượu không? Thì thực ra thì về cơ bản uống nước thông thường nó cũng đã giúp cho quá trình đào thải rồi. Tại vì khi mà uống rượu thì cái nhu cầu về nước của chúng ta cao lên. Thông thường khi chúng ta uống đồ uống có cồn thì nó nhu cầu về nước cơ thể cao hơn, tại vì lúc đấy nó bài tiết nước đi nhiều hơn. Thì cái việc mà sử dụng nước ion kiềm nó cũng hỗ trợ rất là tốt trong cái quá trình mà chúng ta khôi phục lại cái nước cho tế bào, đào thải độc tố và giúp cho chúng ta có thể là tỉnh hơn và hồi phục khỏe hơn. Thì rất đơn giản thôi. Thì trước khi đi nhậu thì các bạn có thể trang bị những cái bình nước như này, các bạn cầm theo. Các bạn trang bị những cái bình nước như này, lưu ý là chúng ta phải sử dụng những cái bình như này. Chúng ta có thể mua cái bình 1 lít hoặc là 2 đến 3 cái bình như này. Trong mỗi lần mà chúng ta chuẩn bị đi tiếp khách hoặc là đi thì chúng ta mang đưa lên xe hơi, chúng ta cầm theo để chúng ta ra nhà hàng. Đó, thì khi mà chúng ta uống trong quá trình nhậu hoặc là uống sau khi nhậu thì rõ ràng là nó cũng sẽ giúp. Rất nhiều những cái chia sẻ của khách hàng nói rằng là sau khi uống xong như vậy thì thực chất là nó không có tỉnh được ngay mà nó giúp cho cái quá trình hồi phục, có nghĩa là sáng hôm sau ngủ dậy hay là sau cuộc nhậu đấy thì cảm thấy cơ thể nó hồi phục nhanh hơn. Đó, thì đấy là những cái chia sẻ của những rất nhiều những cái khách hàng mà chúng tôi đã nhận được cái phản hồi của khách hàng như vậy. Ngoài ra thì đối với nước ion kiềm này thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng như cái nước thông thường, có nghĩa là chúng ta vẫn sử dụng để nấu nướng bình thường. Đó. Vừa rồi thì tôi chia sẻ là cách uống như nào cho nó phù hợp. Thế còn nấu nướng thì các bạn có thể sử dụng để nấu nướng như thay như cái nước thông thường bình thường. Đặc biệt là một số cái đồ ăn chế biến nó sẽ ngon hơn, ví dụ như là sử dụng nước pH 8.5, 9.5 để chúng ta nấu cơm hay là chúng ta chế biến một vài món ăn thì nó cũng có những cái vị ngon hơn, nó giảm những cái vị chát. Chốt lại là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái nước ion kiềm để sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm và nấu ăn. Và mỗi người sẽ có một cái cách trải nghiệm khác nhau để tạo ra những cái công thức để sử dụng tốt nhất. Ngoài ra thì còn lại thì cái chế độ nước axit nhẹ thì chúng ta không uống và chúng ta quan trọng nhất là chúng ta sử dụng chăm sóc da hàng ngày. Khi chúng ta sử dụng để rửa thì chúng ta sẽ giúp cho cái quá trình da của chúng ta được làm sạch cũng như là
Khi mà đi làm về cả ngày về chúng ta tẩy rửa da giúp cho da khỏe khoắn, chỉ cần sạch thôi nó giúp cho da khỏe và nó giúp cho cái cơ thể của chúng ta, cái da của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng những cái liệu pháp chăm sóc da tiếp theo. Thì trên đây là những cái hướng dẫn của tôi về cái cách uống nước yêu kiềm để làm sao hiệu quả. Thứ nhất là chúng ta uống ngay khi lấy khỏi vòi, đấy là cách tốt nhất. Hoặc nếu mà đấy đưa ra lấy ra cốc như này thì chúng ta nên uống trong vòng 5 phút. Còn đi ra ngoài thì chúng ta sẽ sử dụng bình kín không xuyên sáng mang theo. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng nước yêu kiềm để mà pha trà lạnh là một cái thứ rất là hay, và rất nhiều những cái đồ uống khác các bạn có thể sử dụng nước mà không cần phải đun sôi lên. Thứ lưu ý là không nên đun sôi để nguội để uống, tại vì cái nước yêu kiềm này nó đã được xử lý đạt chuẩn rồi, và điều quan trọng là khi đun sôi để nguội lên thì nó giống như cái nước máy thông thường, vì như đó là cái máy yêu kiềm của chúng ta gần như không còn tác dụng nữa. Đấy, thì cái việc sử dụng sai cách như vậy nó dẫn đến việc là không có hiệu quả. Và những cái lưu ý khác đó là chúng ta có thể sử dụng cái nước yêu kiềm trong quá trình chế biến thực phẩm như là nấu ăn đó, hay là chế biến một số cái món ăn, nó cũng đã giúp cho thay đổi cái vị cũng như là nó cũng sẽ giúp cho cái món ăn có thể ngon hơn. Cái này nó sẽ tùy thuộc vào từng món ăn cụ thể và tùy thuộc vào cái trải nghiệm của các bạn. Tuy nhiên thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nước yêu kiềm trong quá trình chế biến món ăn để có thể có được những cái công thức nó ra những cái món ăn nó ngon hơn nữa. Thì nếu có bất kỳ một cái câu hỏi nào thì hãy đặt trong phần comment bên dưới, và nếu mà thấy video này có giá trị thì hãy bấm nút đăng ký kênh và chia sẻ video để tôi có thể lan tỏa giá trị nhiều hơn nữa.